Những đức khi tu tập chung với quý vị thấy có những gia đình mà thấy hai vợ chồng cùng tu cùng lễ Phật được với con cái được, thấy đúng là gia đình đại phước báo nha. Vì nhớ là dù mình kiếm được nhiều tiền nhưng mà mình không biết niệm Phật, là đây là nói với người niệm Phật mình đó nghe, thiệt thòi. Nên Hòa Thượng Diệu Liên này nói một câu: một ngày bạn kiếm được nhiều tiền nhưng không bằng niệm Phật 5-10 phút trong đạo tràng. Vậy mà thấy có những gia đình mà vợ chồng cùng tu nhiều lắm, nhiều cặp vợ chồng cùng tu lắm quý vị. Rồi thấy có nhiều đứa nít mà nó cũng lên niệm Phật lễ Phật, hay thiệt. Giống như có bé nhỏ mà bé Khánh Linh, nó xíu xíu chứ nó ngồi người ta niệm Phật đồ ngoan. Không mà nhà Đức thấy con nít mà niệm Phật đó nghe, thật sự mà nói mình thấy con nít niệm Phật mà mình thấy mình có tiền mình cho tiền liền, có bánh cho bánh, có kẹo cho kẹo, có quà cho quà, thì mình thấy đặc biệt quá quý vị. Thì biết vì sao mà mình thấy cái người niệm Phật mà mình thấy mà mình thích quá không? Tại vì sao biết không? Vì khi mình niệm Phật, mình biết cái pháp môn niệm Phật này là pháp khó tin. Chỉ cần thấy ai nghe có Phật hiệu, thấy ai mà niệm Phật một câu thôi. Bây giờ như Đức nói với quý vị đã là cảm nhận được cái pháp môn niệm Phật này rồi nghe. Quý vị ra ngoài, quý vị thấy người ta bán giấy số. Hồi đó đi có một cái anh, mà anh nói em niệm mấy câu Phật hiệu đi, anh cho em 20.000. Tại vì người ta biết cái chuyện niệm Phật này nó quá thù thắng, nên người ta mới làm gì. Nó đặc biệt, nó quá thù thắng. Có nghĩa là cái thiện căn này mình gieo cho người ta đó là trồng bồ đề muôn thở. Không có cái gieo nào đặc biệt bằng gieo có Phật hiệu hết chứ nhá. Nên mình đến với cuộc đời này mấy mươi năm mà mình dùng mọi cách để mình gieo. Nên những đức quý vị thấy không? Những đức gieo tràn ô, gieo dưới đất rồi gieo tới trên trời, gieo thôi đừng có nói. Nhưng đức chỉ đến mức mà mồ mả, hầm hố, đường xá, sông, gạch, biển, cả, tùm lum. Có lần mà những đức chỉ một cái anh, những đức nói rằng anh ra ngoài biển á, anh để cái máy niệm Phật á, lên, anh làm một cái bè thiền nhỏ nhỏ nha. Anh cắm cái máy niệm Phật năng lượng lên, anh đẩy ra ngoài biển. Thì anh hỏi thằng chi thầy nói, để cho ra biển, cái cá ngoài biển nó nghe. Chơi bồng bềnh dưới biển cho cá ngoài biển nghe. Vì mấy con cá ngoài biển nó khó có cơ hội được nghe có Phật hiệu. Nó thấy chơi bồng bềnh nó lội lên, nó tưởng nó đồ ăn, nó lội lên thì nó nghe có Phật hiệu. Nó vậy mà cái anh đó anh ra ngoài biển tính ra ông thả cũng được khoảng cỡ gần cái chục cái năng lượng ở ngoài biển, chơi bồng bềnh ngoài biển. Nghĩa là những đức chỉ rất nhiều cách luôn. Vì sao? Vì mình gieo cho người ta một câu Phật hiệu vào cái tâm người ta thôi, là nó trồng cái thiện căn đó, muôn thở nhất định người đó sẽ được giảng sanh cực lạc. Vì những đứa cứ nghĩ mình đến với cuộc đời mấy mươi năm ngắn ngủi, mình nghĩa là mình làm hết tấm lòng mình luôn, đem câu Phật hiệu rồi mình gieo đa dạng cách. Thì biết bây giờ mà cái rum của mình mà tu gì đó nghe, Hòa Thượng Tịnh Không người giảng chúng sanh mà ở trên không trung nhiều lắm. Chúng sanh mà không chung nhiều dữ lắm. Nên hồi xưa mà khi mà ở trong chùa mà cái kiểu mà bắn pháo bông, nhớ lại cái bài giảng của Thượng Đức Không, người nói bắn lên cái là chúng sanh nó không chung nhiều, chúng sanh bị ảnh hưởng. Sau này Đức không cho. Ngài nói trên không chung nhiều chúng sanh lắm, lượng trên không chung nhiều lắm. Vì mà cái đường rum này nó cái tần số niệm Phật này mà nó lượn trên không trung, nhiều chúng sanh được nghe có Phật hiệu, vô hình chung gieo duyên dữ lắm quý vị ơi. Nên từ nơi đó mà người mình á, gieo thì kết được duyên, mà thiện hay ác tùy mình. Giống như bây giờ mình niệm một câu A Di Đà Phật, mỗi người nghe là gieo thiện căn, mà nếu mình thế đi vào câu A Di Đà Phật mà mình mắng người ta là nó gieo ác nghiệp, nó vậy thôi quý vị.
Nghĩa là mình gieo một câu Phật hiệu, ai nghe qua thì mình trồng được duyên phước. Nhưng mà một lời chửi mắng thôi, mình mở rộng ra cho nhiều người nghe, thì gieo ác nghiệp. Nên từ nơi đó mà có Phật hiệu này, mình chân thật mình gieo, rồi cái thiện duyên mình nó dày, cái tâm tín nguyện mình nó mạnh. Thầy Pháp Môn Tịnh Độ này nói rằng không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước báo nhân duyên mà tin pháp này. Pháp này Phật nói là pháp khó tin. Nên cái người tu mà nghi là bình thường lắm. Tu mà bỏ cuộc là bình thường lắm. Mà tu mà gặp trở ngại gì cũng tu, đây là phi thường. Rất là phi thường. Nhớ không? Quý vị biết rằng nhiều người mình sẽ bị cái bệnh này nó bị cẩn thận nè. Mình tu từ từ mình không có phát nguyện cầu giáng sanh. Vì sao biết không? Vì mình nghĩ mình phát nguyện cầu giáng sanh giả. Mình phát nguyện giết mình mắc cỡ với Phật, phát nguyện mới được. Chứ mình nhìn bản thân mình sai lầm, bậy bạ giết rồi mình mắc cỡ, mình không có cầu giáng sanh được. Nó giết nhạt nhẽo luôn rồi bỏ luôn vậy đó. Mà không cầu giáng sanh thì cái thiện duyên của mình từ từ bị lạc mất luôn. Huệ mạng từ từ bị lúng luôn. Rồi hết đi Phật luôn vậy đó, ngộ vậy đó. Cái người mà hư hỏng mà tối ngày phát nguyện cầu sanh cực lạc không có đơn giản đâu chàng. Không thấy mắc cỡ gì chứ, không thấy thẹn thùng gì chứ. Cái này không đơn giản quý vị ơi, kinh khủng lắm. Có nhiều người ta nói mặt mày mà cầu sanh cực lạc, kệ tao. Sao tao cầu sanh cực lạc chứ kệ, nghe không? Bây giờ mình nói đơn giản một câu thôi quý vị cũng thấy. Nó thiệt chứ. Cha mẹ của mình là phàm phu. Mấy vị phải thấy mình sai lầm cỡ nào. Mình vì mình năn nỉ cha mẹ vài câu, cha mẹ tha thứ cho mình. Con có hư cỡ nào hư, cha mẹ cũng tìm cách để bảo vệ con. Phải không? Mình nói là phàm phu thôi nghe. Không chi là cha với Đà Phật, mẹ Quan Âm Bồ Tát. Quý vị có sai cỡ nào thì Phật A Di Đà ngày nói một câu: mày sai là đúng. Mày sao kỳ thật. Phải chỉ đà ngộ ghê. Sao con sai là đúng Phật? Ngài động viên con hay sao? Đúng, con sai là đúng. Tại sao? Tại mày ở cõi này mày phải sai. Đến cái cõi này mà không sai thì sao được? Nhân sinh thù nghiệp mà, thuận duyên nghịch duyên trong cõi này nó bao vây đầy chứ. Mà con đây là sai là đúng. Nhưng mà cái đặc biệt của con sai xong mà con vẫn niệm Phật, con vẫn muốn về bên cạnh của cha. Cha hay sao bỏ con? Đó là cha làm mình là Phật A Di Đà, là bậc toàn giác toàn năng. Còn cha mẹ mình ở cõi này là phạm phu thôi, mà còn thương mình, mà mình làm sai cỡ nào sai còn tha thứ cho mình, không chi là Phật A Di Đà. Quý vị lại thấy rằng mình là kẻ cùng tử sai lầm, không có mặt mũi nào đi cầu sanh cực lạc. Phật A Di Đà ngày nói con dở quá, con càng sai thì con càng muốn giảng sanh cực lạc, vì con vừa cực lạc con mới hết sai. Còn bây giờ con sai rồi mà con còn không cầu sanh cực lạc, vậy thì con tiêu luôn, con lún sâu luôn trong tam đồ. Rồi chừng nào con có cơ hội đây hả những đức? Nó thấy chưa, đơn giản đâu quý vị. Nên Phật A Di Đà ngày động viên mình đặc biệt lắm. Nên quý vị tu tập làm sao dù có dở nhưng mỗi ngày cứ cầu sanh cực lạc. Niệm Phật ít mà cứ cầu sanh cực lạc, giết niệm Phật nhiều luôn. Phải giỡn đâu. Cái tâm cầu sanh cực lạc nó hừng hực lên. Mà cái tâm cầu sanh cực lạc nó không có thiệt thòi. Khi mình mà muốn sanh cực lạc, mình không có buồn giận ai để trong tâm. Hiểu chưa? Không có buồn ai mà lâu quá chứ nghe. Có buồn ai buồn chút hết trơn à. Nên từ nơi đó. Nên mỗi một người mình nhớ kỹ, ví dụ như hai chồng đi. Mà ông chồng kêu, em cứ yên tâm, tất cả việc gì để anh xử lý. Nhưng mà ông chồng ông không luyện được cái tâm ổng mà ông rầu ổng buồn. Bà vợ buồn theo. Nó lạ kỳ gì đó. Tại vì sao? Giữa mình với vợ, giữa mình với người thân là nó đồng nghiệp. Giống như bây giờ những đức với vị nó cũng na ná đồng nghiệp á. Mỗi lần mà những đức buồn là quý vị sẽ buồn đó. Vì bữa nào quý vị thấy những đức nói chuyện mà lên mà mặt buồn hiu á. Nói mà xong mà mặt thê thảm là nhiều người nó để bị ảnh hưởng. Đồng nghiệp quý vị thấy kinh chưa? Nên cái chuyện mà trong gia đình mà vợ chồng đừng có bao giờ mà người chồng nói rằng bà yên tâm đi, để tôi lo, bà đừng có lo tới, bà cứ sống cho tốt đi. Tôi cái gì kể tôi, bà đừng có lo tới. Tôi thương bà, tôi vì bà, miễn tôi khổ sao cũng được, miễn bà vui là được rồi.
Bà mà vui chắc bà ném gì là cái thứ gì bà mới vui nổi. Sao mà vui nổi vị? Đã là cái tình thương thì bây giờ mình thấy người ta khổ sao mình vui? Thấy không? Nên mình muốn người ta vui là mình phải vui, mình là cái đầu não, mình phải an lạc thật sự á, thì nó không bị tác động. Còn mình mà không an lạc, mình buồn là nó tác động đấy quý vị. Như cha mẹ mà không hạnh phúc mà kêu con hạnh phúc có không quý vị? Không có đâu. Nên cha mẹ hạnh phúc, con nó mới hạnh phúc. Nên những đức nói cái người niệm Phật mình là đại phước báo ngay cái chỗ nè. Là mình nghèo nhưng mà mình biết niệm Phật. Mình nghèo mà mình biết niệm Phật quý vị. Mình nghèo mà hai vợ chồng cùng tu. Thấy nhiều cặp vợ chồng lắm. Nó có cặp vợ chồng tu mà cái ông mà quên cái tên mất tiêu, cái đầu chọc lóc. Hai chồng tu ngon lành luôn. Thấy tự nhiên đúng là nhiều cặp vợ chồng tu lắm. Rồi vợ chồng chẳng lắm này đâu nè, đồng hành suốt luôn. Mà từ khi nhà Đức nói gì tới giờ là ông đeo suốt nghe. Mà 2 giờ khuya cũng đeo luôn. Nên rồi vợ chồng đồng văn nam rồi ha. Vợ chồng đồng hành. Bởi vì ông Trần Lâm này mà nó theo bình Liên Phúc mà 2 chồng đồng hành tu tới cùng luôn. 12 giờ cũng không bỏ nữa. Tại vì vợ chồng với đời ngắn ngủi vậy thôi, mình mới đồng hành với bà. Nhiều cặp vợ chồng lắm, giống như Phật tử Vũng Tàu đâu nè. 2 vợ chồng đen thui thù lùi từ nhà tắt đèn chân. Con cái đồ tụi chung đi chưa. Nó mai mốt bà Nguyễn Phương rồi bà kêu chồng bà ghé túc, vợ chồng đồng hành cái gì thế giới cực lạc được, không mình bà ngồi quay hiểu chưa. Nên nhớ nghe cái câu này hay lắm nè, nhớ nghe nè, nó dịu thấm rồi đó, cãi bè rồi. Nên từ nó đó nhớ kỹ nè, ở nhà tu niệm Phật, thấy không? Quý vị lễ Phật viết, ông chồng ổng núp núp cửa sổ ổng coi, 100% bị luôn. Hồi đó bị đi đến chùa với lễ Phật, ông không biết. Có cái bà nữa gặp Đức Phật nói 100% rõ ràng luôn. Bà nói bà đi lễ Quan Âm bao nhiêu lần không cảm hóa được chồng. Mà mới đây ông bà lễ một ngàn lại ở nhà. Lễ xong ông chồng thương bà còn hơn cái gì. Ông chồng nói tạ ơn. Bộ bà lễ cực gì đó hả? Tôi ngồi trong tôi lễ có 10 lại tôi đi muốn nổi. Bà lễ cái ghê vậy bà. Hồi đó tôi còn lễ 3 ngày như vậy luôn. Ông nói ghê quá. Gì mà cảm hóa không luôn. Nên những đức nó mới bị tu ở nhà, cái cảm hóa người thân bị lớn dữ lắm. Nhớ kỹ mà nhớ là tu ở nhà nó gặp trường hợp này nghe. Mình đang tu vậy con cháu mình nó lỡ nó gịch quần gịch áo mình á. Đức nít á. Hoặc là nó lỡ nó giỡn, nó cười, nó xùm trước mặt mình. Đừng có tức nghe. Tức là không độ được. Kệ nó. Mình cứ bình thường vậy đi. Là từ từ mình mới độ người thân. Người thân mới thấy công nhận người tu hay thiệt. Nó. Nên mới bị tu ở nhà, bị lễ Phật giết, mới bị coi đổ ông chồng. Ông chồng thấy ông cảm động. Quý vị nhớ nè. Mình nói mình lễ Phật chứ. Chứ thật sự thì mình lễ cái tâm của mình đó quý vị. Lễ cái tâm hẹp hòi ích kỷ của mình. Nó sanh ra cái tâm Phật. Nhớ kỹ, mình lễ Phật chứ sanh tâm Phật. Mà cái tâm mình sanh cái tâm Phật rồi, nó áp qua bên cái người mà chưa tu xung quanh nhà mình, nó nhìn. Nó nhìn viết từ từ rồi nó đi lễ theo. Mà nhất là mấy ông đàn ông có lỡ, ông lễ liền đâu. Mà ông núp núp ở sau lưng á, ông kiếm cửa sổ nào ông coi. Ông coi cái nó làm gì. Mấy ông là ông mắc cỡ, mấy ông ngại. Tao gì mà đi lễ Phật với mày. Mấy ông đàn ông ưa vậy đó. Nhưng mà ông coi cái mình lễ thì sao. Rồi ông coi mình lễ Phật rồi mình tính tình sao. Cứ ở nhà mà lễ Phật lễ một thời gian. Quý vị coi nửa năm sau, ông lết từ từ là ông lễ chung. Bắt đầu thì ông lễ sau lưng á, sợ người ta thấy mắc cỡ. Lễ từ từ ông lại qua mặt quý vị ông lễ luôn. Đi chơi xem. Nên mấy bà cố gắng mấy bà lễ. Mà mấy bà lễ mấy bà phải cảm nhận được là ổng đang sau lưng ổng canh ổng nhìn. Mấy bà làm bộ mấy bà chùi mồ hôi rồi mới làm. Te tua tả tơ diễn cái cảnh mà tội nghiệp quá. Vậy đó quý vị mà cảm hóa luôn đó, chứ không phải chuyện giỡn chớ đâu. Nên những đức nói tu ở nhà từ từ là cảm hóa ông chồng cho mà thấy. Cảm hóa người thân cho mà thấy. Cái câu vật hiệu này không có đơn giản.
Bây giờ cái room này mà một năm sau quý vị coi người nhà quý vị á, sẽ được độ nhiều cho mà coi. Độ nhiều dữ lắm. Vì cái câu Phật hiệu này không có đơn giản. Nghe viết rồi con người nó kỳ cục lắm. À, nó hung dữ gì hung dữ mà viết nó hiền. Lạ lắm. À, câu Phật hiệu mà người ta nghe với đánh thức lương tri người ta luôn á. Tỉnh ngộ quý vị. Nên có những người mà người ta mắt mờ mà người ta niệm với mắt sáng luôn. Có những người ta mắt sáng ta niệm với mắt mờ. Kỳ cục. Nó nhiều cái lạ kỳ lắm. Bởi vì cái nhân cái quả trong giờ Phật nó kỳ cục dữ lắm. Giống như có cái bà đó là hỏi mình cái mình chịu thua luôn. Bởi vì cái nhân quả nó như màn lưới vậy. Nhưng Đức nói với bà cố gắng, cái bà mắt mờ nó cố gắng bà niệm Phật giết mắt sáng. Bà niệm giết mắt bà sáng. Cái bà kia nói trời ơi mắt con sáng lắm mà con niệm giết nàng mắt con mờ luôn thầy. Nói bà cứ niệm đi mai mốt từ từ nó sáng lại. Thử thách đó, thử thách mà thôi bà hiểu không? Nói quý vị biết nó rất là nhiều cái nghiệp duyên trong cuộc đời nó lạ kỳ lắm. Nên câu Phật hiệu phải tin, tin mà niệm. Niệm viết từ từ, lễ Phật viết từ. Mỗi câu Phật hiệu nghe vị để ý nghe. Vì lễ Phật viết nghe, nhất là lễ một ngày 5-6 thờ. Lễ viết mà chàng ô viết mà bị mệt, bị mỏi. Rồi tâm quý vị, mệt mỏi cái tâm vọng tưởng á. Ồ hay lắm. Niệm Phật lễ Phật một ngày 5-6 thờ viết cái tâm vọng tưởng nó mệt. Cái thằng vọng tưởng nó mệt. Tụi nó đu theo mình á, cái vọng tưởng nó đu theo hoài. Mình cứ niệm hoài ngày 5-6 thờ. 12 giờ khuya mình cũng niệm, niệm với cái thằng vọng tưởng nó mệt. Mà thằng vọng tưởng nó mệt rồi đó nghe quý vị. Tự nhiên nó hết vọng tưởng luôn. Tại vì nó mệt quá nó buông tay luôn quý vị. Nó bởi vì cái câu Phật hiệu mà niệm lâu nó lạ. Là cái thằng mình niệm Phật nghe, thằng vọng tưởng nó cũng chạy theo. Nó chạy theo luôn, nó đu theo, đu hoài theo. Nhưng mà vọng tưởng nó mệt rồi tự nó buông ra quý vị. Giống như bị buồn ngủ là cũng vọng tưởng đó. Buồn ngủ cũng là con ma ngủ đó. Mà quý vị khi lên quý vị niệm Phật là con mắt nó ngủ. Mà nó ngủ là con ma ngủ nó đang đeo theo. Mà quý vị quyết tâm bị tu, tu giết con ma ngủ nó buông nó đi ngủ. Con ma ngủ nó chịu không nổi nó đi ngủ. Lúc đó thì vị tỉnh. Đó. Còn lúc mà nó đang đeo quý vị buồn ngủ, nó gịch mí con mắt quý vị kéo xuống. Quý vị thấy rõ ràng không? Mình không muốn ngủ. Nhưng mà nó kéo thì sao mà. Nhìn nè. Đó, nó kéo miếng mắt mình. Thì quý vị tu từ từ vì siêng tu siêng nghe. Phải siêng lễ Phật. Giết con ma ngủ mệt quá đi ngủ luôn. Còn mình ở lại mình tu tỉnh veo 100% luôn. Nói thì vui vui nhưng mà quý vị phải kiên trì kiên nhẫn. Phải rèn luyện mình, đừng có bỏ cuộc nghe. Nó, nếu mà ai mà có thời gian ngày cứ 5 thờ theo như Đức theo hoài luôn. Theo 1 năm thử coi sao quý vị sẽ thấy. Tại ngô quý vị thấy cái tâm quý vị nó dịu hoàn toàn hết luôn. Nó rồi hai vợ chồng mà tu giết nó hạnh phúc đừng có nói nữa. Nó làm vừa vừa thôi tới giờ vô lễ Phật 40 phút. Nó lay ra vậy đó mà quý vị sẽ thấy. Nó giống như là Nguyễn Thị rồi thấy bà tu suốt. Thất nghiệp tu suốt luôn. Mà cũng có cơm ăn đi có thiếu ngày nào đó chẹt. Nên nó công ty rồi lúc này nó dài dép gì nó không ra hàng được. Nó giết rồi mà tu giết rồi cũng có cơm ăn giết rồi thôi khỏi luôn đi mai mốt nó có hàng rồi cô nó ra khỏi làm luôn tu suốt luôn thử rồi cũng được cũng có cơm ăn lo gì nó nên từ nó thí nghiệm thử đi nó nên những Đức nói rằng có Phật hiệu này quý vị phải chăn bạc vì thí nghiệm bị nhớ nè về nhà Đức thí nghiệm cho bị thấy nè nghe hồi đó trong chùa nghe mới vô chùa không có gì nghe niệm Phật không cứ cho cụ ăn đầy đủ hết trơn cứ niệm Phật không có hết trơn nghe có hoài nghe. Này là trong chùa thí nghiệm xong được rồi đó nghe. Bây giờ bước ra bên ngoài. Tiếp tục mỗi ngày 5 thờ quý vị. Mai mốt có chừng như tăng luôn cái thờ 12 giờ khuya. Mà cái thờ 12 giờ khuya thì Đức ngán cái chỗ này nè. Này Đức làm được. Ngày nào cũng 12 giờ khuya cho tôi được luôn. Làm được. Nhưng mà chỉ sợ đúng cái chỗ này thôi. Sợ cái chỗ là người ta nói mình đưa lên cái thờ khóa tu. Mà làm cho người ta bị đuối. Sợ vậy thôi quý vị. Nên như Đức mới giữ mỗi tuần thứ bảy thôi. Không thêm mỗi ngày. Chứ những Đức nói mà cái 12 giờ khuya tu nó không đơn giản chút nào. Cái giờ đó kinh lắm. Ừ. Trong lòng có khi mà mai mốt thôi. Mình bật cái rung 12 giờ khuya lên mỗi ngày đi mình lên mình tu. Không rủ ai chứ. Ai vô cũng vô thôi. Nhưng mà sợ mình lên mình tu mấy bà theo. Tu một thời gian bà sáng bà đi làm bà nấu cơm rồi nó kêu bà ngủ gà lúc đó có chuyện nó mất công. Thôi thứ bảy thôi mỗi tuần thôi. Nó phải miết luôn cố gắng luôn bây giờ nhưng đứa đâu có làm nữa đâu quý vị ngày không làm chỉ có tu không à mà không lên tu thì chịu thua luôn á
Nghe không? Không mà mấy cô Phật tử công nhận hay nha. Các bà mấy bà công nhận hay thiệt á. Bữa nào mà Như Đức bật cái gì, bận cái gì mà Như Đức bật cái buổi tu lên, mà cũng mình ngồi đang gì mà sao mấy bà biết? Có bà kia bà gặp Như Đức bà nói coi nè. Bữa nào thầy không lên tu mà bật cái hình mà thầy không tu, biết liền. Hỏi sao biết hay à? Tu không có lực. Nó tờ. Sao ngộ quá? Nó ngộ quý vị ơi. Có nghĩa là cái người trực tiếp này là tu nó có lực hơn là cái hình. Đúng là ghê thiệt nghe quý vị. Kinh thiệt chứ, không đơn giản chút nào. Mấy bà biết hết luôn. Nó mấy bà báo nhau hôm nay, ủa thầy không lên tu nghe. Ông đi đâu mất tiêu rồi. Ghê chưa? Nhắn, bà nhắn tin đây nè. Nhắn tôi mới nói là chú Tâm Nhiên ơi, nay thầy đi đâu mà không lên tu. Kinh chưa? Không đơn giản đó vì bây giờ không trốn đâu được luôn. Lên tu suốt luôn. Ngày năm thờ làm suốt luôn. 12 giờ phim mệt cỡ nào cũng đi cầu thang lết. Không đơn giản, cố gắng lên luôn. Bởi vì bây giờ phải rèn. Thử đi, bây giờ mình thí nghiệm nghe. Bây giờ mình cho lên thời gian trước nhất một năm chờ. Năm thờ đều rèn một năm. Thí nghiệm trước năm đi. Năm sau mình thí nghiệm thêm 2 năm tiếp tục. Cứ lên lên từ từ tới ngày giảng sanh luôn. Nghe không? Bây giờ chúng ta phải quyết tâm đời này về cực lạc nha quý vị. Quyết tâm nghe. Ai quyết tâm đưa tay lên. Quyết chí mới được. Đưa tay mà yếu quá chừng không giảng sanh. Đời này mới về cực lạc nha quý vị. Ai với Đạo Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc vị ơi. Ai với Đạo Phật. Ai với Đạo Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe. Ai với Đạo Phật.